Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube Bán nhà Gò Vấp Tân Bình quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website Nhà đất Huy Hùng Bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Huy Hùng sẽ đặc biệt gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà mặt tiền với diện tích khuôn viên đất ngang 4,5m, độ sâu vào 19m, thiết kế một trệt một lửng 4 lầu có thang máy, nằm trên trục mặt tiền đường số thuộc đường nhánh của đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà mặt tiền nha quý vị. Thuận tiện ở mở phòng công ty, tiện kinh doanh bán đa ngành nghề và hướng nhà là hướng Đông Nam và đang được chủ nhà đại hạ giá tới hơn 2 tỷ đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào ra cho căn nhà mặt tiền 4 lầu thang máy này chỉ còn 14 tỷ 500 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị. Căn nhà này thì thiết kế rất là đẹp, đường trước nhà đường thông 10m, thuận tiện ở mở phòng công ty và cho thuê. Khu vực đường xá rất là đông đúc và nhộn nhịp. Quý anh chị cô bác đang tìm một căn nhà mặt tiền thuận tiện ở mở phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa, đặc biệt nhà có thang máy, có phòng karaoke xịn sò và có luôn không gian phòng sông hơi, không gian phòng tắm nằm kết hợp với vừa ở vừa mở phòng công ty cho thuê, thì căn nhà này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời cho đại gia đình cô chú chúng ta đến tham quan và sở hữu. Căn nhà mặt tiền này thì chúng ta sẽ có lớp cửa cuốn bên ngoài, lớp cửa nhôm xin pha 4 cánh bên trong. Dưới tầng trệt sẽ là khu vực gara xe hơi. Khu vực gara xe hơi được ốp gạch sàn 60m2. Hai bên tường có ốp gạch lên cao phun trần, bên trên có đèn trần, đèn led rất là lung linh. Di chuyển vào giữa nhà thì quý vị sẽ có cầu thang bộ bên ngoài, cầu thang máy bên trong, thang máy 630kg nha mọi người. Khu vực cầu thang bộ thì có đèn led chiếu sáng, một cái thang máy 630kg rất là rộng, được rắc vàng. Phía sau không gian lửng ngược sẽ là không gian của phòng bếp, phòng khách phía sau. Phòng khách phía sau thì chúng ta sẽ có sofa, màn hình TV 75 inch kết hợp với ghế massage, sofa rộng, quạt trần, đèn led, đèn trần rất là đẹp và tuyệt vời. Khu vực lửng ngược phía sau này thì có ốp nhựa, ốp gạch trang trí lên cao phun trần. Cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau 2m và có vệ sinh ở cuối. Ngang 4,5m, sâu vào 19m, mặt tiền đường buôn bán cho thuê thuộc mặt tiền đường số đường nhánh của đường Quang Trung, phường 8, sát bên hãng Mercedes-Benz, kề bên chợ và nhà thờ Thông Tây. Vị trí đẹp, đắc địa, đường thông buôn bán, thuận tiện ở mướn phòng công ty cho thuê và nhà được thiết kế xây dựng rất là đẹp, tặng kèm gói nội thất lên tới gần 2 tỷ đồng và chủ nhà đang cần bán gấp nên đại hạ giá tới hơn 2T nha quý vị. Bán nhanh cho quý vị cô bác thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào ra chỉ còn 14 tỷ 500 triệu đồng và còn thương lượng mạnh. Quý vị cô bác quan tâm đến siêu phẩm nhà phố ngang 4,5m, sâu vào 19m, mặt tiền đường buôn bán này, hãy bốc máy và alo ngay về cho bên Nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Căn nhà chúng ta thì đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà này và rất là phù hợp cho quý vị cô chú nào đang có nhu cầu tìm nhà mặt tiền để thuận tiện vừa ở vừa mở phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Đây là một căn nhà phố rất tuyệt vời, rất đẹp và có thang máy. Đặc biệt căn nhà mình có phòng sông hơi, phòng karaoke gia đình kết hợp với sân thượng trước sau, cũng như là 4 phòng ngủ chính, một không gian phòng bếp với đầy đủ trang thiết bị nội thất tuyệt vời. Và căn nhà này thì chủ nhà xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Này do con của chủ nhà chuẩn bị đi xuất cảnh qua Mỹ nên không có nhu cầu ở căn nhà này nữa, nên chủ nhà cần nhượng lại với giá giảm hẳn 2 tỷ đồng bán gấp, lấy tiền cho con đi qua Mỹ nên giảm sâu 2T, chỉ còn 14T 500 triệu đồng còn thương lượng, tặng kèm full nội thất xịn sò khi mua. Và giá bán như vậy là rất là rẻ cho một căn nhà mặt tiền có thang máy, có phòng karaoke, có nội thất xịn sò bên trong. Chúng ta đang lên khu vực lửng ngược không gian phòng bếp, thì phòng bếp thì chúng ta sẽ có hệ thống cửa 4 cánh ra khu vực ban công bên ngoài, bàn ăn 6 ghế, bàn đảo thức ăn, tủ bếp trên dưới, máy rửa chén bát, bồn rửa chén bát, tủ lạnh hai cửa Samsung. Kết hợp với những bức tường không gian phòng bếp được ốp gạch lên cao phun trần, tủ bếp làm bằng chất liệu gỗ An Cường, phủ acrylic bóng gương và đóng phun trần. Bên ngoài hành lang cầu thang máy thì có ô dính trời, có ốp kính caro. Và di chuyển qua đây thì quý vị nhìn thấy không gian phòng khách rất là đẹp này. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ. Căn nhà này thì chủ nhà xây một trệt, một lửng và 3 tầng lầu cũng như là sân thượng trước sau. Trong đó thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ chính, một phòng karaoke gia đình với nội thất xịn sò và một không gian phòng sông hơi tắm nằm kết hợp với khu vực không gian phòng tập thể dục, tập gym. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm. Do nhà mình có trừ sân sau 2m nên quý vị được mở cửa sổ hai cánh ra khu vực sân sau. Giường ngủ, chăn ga gối nệm, máy lạnh, tủ áo, tủ kệ, tivi, bàn trang điểm đầy đủ cho không gian phòng ngủ số 1. Và phòng ngủ này thì được ốp gạch giá gỗ và tất cả các phòng đều có vệ sinh trong. Nhà chúng ta tổng cộng có tới 6 phòng vệ sinh. Và với hướng nhà là hướng Đông Nam vô cùng mát mẻ, thuận tiện cho quý vị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và giá bán cho căn nhà mặt tiền này đang quá rẻ nha quý vị. Những căn nhà trong hẻm giờ cũng rao bán tầm trên 10 rồi, mà căn này mặt tiền đường buôn bán sầm uất, nhộn nhịp. Đặc biệt nhà ngang rộng lên tới 4,5m và độ dài lên tới 19m, có sân trước sân sau,
thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm mà giá bán chỉ còn 14 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng nữa. Thì quý vị cô chú nào đang có nhu cầu tìm mua thì nhanh tay bốc máy và alo ngay về cho bên em Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp nhé. Không gian phòng ngủ số 2 phía trước quý vị có bồn tắm nằm massage thủy lực này, bên trong không gian phòng vệ sinh này, bồn cầu lavabo rửa mặt nguyên khối. Và tiếp tục di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 3 và số 4. Quý vị đang tìm một căn nhà vừa có không gian vui chơi giải trí, vừa có không gian để chúng ta kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, thì căn nhà này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị cô bác chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì phía trước này, chúng ta có cửa sổ và cửa ra ban công, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, máy lạnh Samsung, tủ áo, bàn trang điểm, phía sàn ốp gạch giá gỗ và có luôn vệ sinh trong. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Đây là một căn nhà mặt tiền thuộc đường chính Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần với chợ và nhà thờ Thông Tây. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất thì khoảng tầm 10 phút, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy nhé. Nhà xây mới 100% sổ hồng hoàn công, đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Chủ nhà không có cầm cố ngân hàng nên là quý vị đến xem nhà, xem sổ hồng riêng, xem giấy tờ liên quan đến căn nhà và quý vị sẽ thương lượng giá tốt để chúng ta mua nhé. Và chúng ta đang đến với không gian phòng số 4 này. Phòng này thì cũng đầy đủ nội thất giống bên dưới nhé và có vệ sinh trong nha quý vị. Nhà thì sử dụng hệ thống điện smartphone thông minh, quý vị có thể điều khiển thiết bị điện, thiết bị máy lạnh, cửa ra vào bằng một nhát bấm của điện thoại thôi nha mọi người. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4 này. Và căn nhà chúng ta thì có thang máy rộng lên tới 630 kg nhá, nên là quý vị di chuyển đại gia đình đều được. Và tiếp tục di chuyển lên lầu 3, chúng ta sẽ đến với không gian phòng số 5 và số 6. Phòng số 5 và số 6 thì chủ nhà thiết kế một phòng là một phòng karaoke gia đình và một phòng là không gian phòng xông hơi. Chúng ta đang đến với không gian phòng xông hơi, phòng tập gym, phòng tập thể dục, chăm sóc sức khỏe của căn nhà này. Phòng này thì chúng ta có xe đạp điện này, xe máy chạy bộ này, phòng xông hơi khô đá nóng, xông hơi ướt, tắm đứng, tắm nằm. Và không gian này thì quý vị kết hợp giữa vừa tập gym, tập yoga và thể dục thể thao, có bồn tắm nằm đôi ở đây này, có massage luôn nha quý vị. Và được ốp gạch trên cao phun trần, cũng như là có máy lạnh và có cửa sổ ra khu vực phía sau. Đây là không gian phòng chăm sóc sức khỏe, phòng tập gym của căn nhà mình. Phòng này thì chủ nhà ốp gạch lên phun trần, rất là sạch sẽ và mát. Và ra phía trước thì quý vị sẽ đến với không gian phòng karaoke. Một không gian phòng karaoke rất tuyệt vời và xịn sò, với dàn karaoke âm thanh, những ánh đèn LED, đèn chiếu sáng rất là tuyệt vời, có sofa, có máy lạnh, có màn hình TV 65 inch kết hợp với dàn karaoke âm thanh. Và không gian phòng karaoke này phải nói là quá xịn sò nha quý vị, quá đẹp luôn, nằm ngay trong căn nhà mình. Quý vị không cần ra bên ngoài quán karaoke nữa, chúng ta sẽ có thể tổ chức vui chơi giải trí tiệc tùng cùng bạn bè ngay bên trong căn nhà mình với không gian phòng karaoke quá xịn như thế này. Và giao bán căn nhà này chủ nhà đang giảm sâu tới 2 tỷ đồng, hơn 2 tỷ luôn nha quý vị. Chỉ còn 14 tỷ 500 triệu đồng và còn thương lượng mạnh. Quý chị cô bác, cô chú quan tâm căn nhà này, bốc máy và alo ngay về cho bên em Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Rất nhiều những sản phẩm nhà phố mới đẹp, giá cả hợp lý trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng sẽ rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Và tất cả những căn nhà bên em chào bán đều là những căn nhà mới, sổ hồng riêng, hoàn công, đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng và hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng với lãi suất 6% một năm và vay lên tới 80% giá trị căn nhà khi mua nha quý vị. Chúng ta đang đến với không gian sân thượng sau, khu vực giặt đồ phơi đồ. Khu vực sân thượng sau này chủ nhà có lợp mái bên trên, có rào chắn xung quanh và có ốp gạch, có bếp trên sân thượng và có máy giặt cửa nằm ở đây luôn nha mọi người. Và phía trước sẽ là không gian sân thượng trước, khu vực tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, có bộ bàn ghế, có dàn xích đu và có dù bên trên. Có thang máy thì di chuyển lên tới khu vực lầu 4, khu vực sân thượng luôn nha mọi người. Và đây là không gian sân thượng trước này, quý vị có thể thấy chủ nhà làm cái dàn dù này, bộ bàn ghế 6 ghế để chúng ta tổ chức những bữa tiệc ngoài trời. Và căn nhà này đang có hướng chính đông nam, nằm trên trục đường chính mặt tiền của đường Quang Trung thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán đang rất rẻ, quý vị có bác quan tâm alo cho Hùng nha.